Với xe đào tạo Forex cho nhà đầu tư ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 này tôi có buổi đào tạo tại thành phố Hà Nội tôi xin được chia sẻ và gửi đến các học viên của bản thân mình ở khu vực ngoài miền Bắc để cùng tập trung lại để cùng trực tiếp giao dịch vận dụng ở trên thị trường đây là những giá trị vận dụng và trong thị trường thực tế để hỗ trợ cho học viên từ học viên cũ cho đến học viên mới đầu tiên sẽ ôn lại kiến thức và thứ hai là vào ngày thứ sáu tuần này là tin NF thì toàn thể học viên sẽ trực tiếp theo dõi bản thân tôi vận dụng kiến thức đưa vào trong thị trường thực tế để có thể thấy rõ được những giá trị hiệu quả của từng phương pháp và phối hợp của từng phương pháp lại và cũng như tôi sẽ chia sẻ những giá trị đầu tư của năm nay và những năm kế tiếp trên thị trường và sau buổi đào tạo này thì chúng ta sẽ có một buổi đi lên Lai Châu để trực tiếp cùng một số anh em có những cái cuộc hẹn ở trên Lai Châu và cái này thì tôi sẽ trao đổi riêng với từng học viên ở trên trong cái buổi gặp ở tại thành phố Hà Nội vào ngày mùng 1 tháng 4 và ngày mùng 2 tháng 4 sẽ bắt đầu đào tạo. Và tôi xin được gửi thông báo này đến toàn thể học viên của bản thân mình. Tôi chỉ tiếp những học viên của bản thân tôi nhé. Còn lại trong những khóa học của bản thân tôi ở tại thành phố Hà Nội, nếu mà ai thích gặp thì có thể hẹn trước vấn đề mà gì nhỉ tôi sẽ dành riêng một buổi để gặp cho các bạn xem tài khoản trao đổi trực tiếp đấy là chuyện rất là bình thường để mà gì nhỉ cho anh em khác xem tài khoản của bản thân mình đó là chuyện rất là bình thường các bạn đừng ngại trong vấn đề gì nhỉ có thể đến gặp để xem tài khoản hoặc trao đổi tôi rất sẵn sàng cho vấn đề này tôi miễn tiếp bọn IP miễn tiếp bọn đánh ủy thác miễn tiếp bọn gì nhà copy trade miễn tiếp những thằng làm cho sạc miễn tiếp tất cả những thằng táo lao ở trên cái thị trường giao dịch đầu tư forex này chỉ tiếp những ai thật sự cần tìm hiểu về thị trường giao dịch forex, cần đánh giá rõ đâu là những giá trị thực tiễn trên thị trường thì tôi sẽ sẵn sàng. Và tôi xin chân thành cảm ơn toàn bộ học viên và những nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường